Ông đại sứ Mark Knapper sẽ có mặt ngay tại Phước Lộc Thọ, một biểu tượng ở Little Sài Gòn, để có chuyến thăm của ông ở đây. Mà trước Phước Lộc Thọ, bây giờ thì chúng ta biết đó là như vậy, ông sẽ đứng bên cạnh, nếu không muốn nói là đứng ngay bên dưới một cái biểu tượng mang số 1975, có hình dáng của cờ Hoa Kỳ cũng như là cờ vàng ba sọc đỏ. Một vị đương nhiệm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đứng dưới hình ảnh đó, chắc chắn nó cũng sẽ tạo ra những cái ấn tượng. Nên nhớ trước đây không lâu thì khi ông tiền nhiệm của ông Mark Knapper hiện nay là ông Ted Osius đã từng có dịp sang Little Sài Gòn. Và một trong những cái điều kiện mà ông Ted Osius thường đặt ra khi tới thăm những cá nhân cũng như là những nhóm mà mời ông tới những cái buổi ở Little Sài Gòn mà ông tới thăm đó, thì ông thường đề nghị rằng họ vui lòng không trưng bày lá cờ vàng ba sọc đỏ để tránh cho ông khó khăn khi quay trở lại Việt Nam làm việc. Điều đó có lẽ sẽ khác trong lần này ông Mark Knapper có mặt ở đây. Tại vì dù muốn hay dù không thì ngay trước Phước Lộc Thọ, như lần kia chúng ta xa xa thấy đó, là biểu tượng 1975 với 19 là cờ Hoa Kỳ, 75 là hình dáng cờ vàng ba sọc đỏ, rất là lớn ngay trên khuôn viên của tiền đình của Phước Lộc Thọ như vậy rồi. Thì hình ảnh đó chắc chắn sẽ ghi nhận như vậy. Và trong tương lai, theo ông chủ Phước Lộc Thọ, ông Frank Zhao, đại diện Phước Lộc Thọ cho biết rằng là ngay cái cột cờ này cũng sẽ có một trồng thêm một cái cột cờ, gọi là cột cờ vàng ba sọc đỏ, mà cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe suốt thời gian qua đó rất là nhiều. Mọi người bây giờ đợi một tí, tôi sẽ đi tranh thủ đậu xe rồi sẽ đi ra ngay khu vực họp báo, cũng như là có lẽ ông sẽ đi vào bên trong để mà tham quan các cơ sở thương mại bên trong khu vực Phước Lộc Thọ, rồi sẽ ra phía trước gặp gỡ và nói chuyện, cũng như là có thể là trả lời báo chí nhiều hơn là hồi nãy ghé cái chỗ trường Advanced Beauty College rất là ngắn gọn. Chuyến thăm này của ông đại sứ Mark Knapper được tổ chức bởi hai dân cử, một Cộng hòa, một Dân chủ, đó là ông Lou Courier. Ông Lou Courier và bà Michelle Steele. Ông Lou Courier là thuộc về đảng Dân Chủ và bà Michelle Steele là đảng Cộng Hòa. Hai người cùng tổ chức mời họ tới đây. Đúng.
Đây là bên trong Phước Lộc Thọ. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phía trước. Có ông đại sứ ghé. Đây là những cơ sở thương mại ở trong bên trong khu phố Lộc Thọ. Chắc chắn là các tân cử của thành phố Westminster có mặt ngày hôm nay ở đây. Chấm ra, chấm ra. Đây là bên trong khu Phước Lộc Thọ. Và bây giờ thì ông Mark Knapper cũng đã sắp sửa tới rồi. Đây là khu vực đằng trước Phước Lộc Thọ. Mọi người có thể thấy biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ 1975 ở đây và bên kia. Đấy, nếu mà như dự định ông Mark Knapper mà có họp báo ngay chỗ này là sẽ có hình ảnh ông Mark Knapper đứng ngay bên dưới cờ vàng ba sọc đỏ. Ông đang đi tham quan ở bên trong. Đúng. Ông Triệu Phát cho biết cảm giác ngày hôm nay có ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ghé ạ. Đây là một cái vinh dự cho cộng đồng Việt Nam được cả quý vị đại diện cho dân chúng ở Quốc hội đến đây, xong rồi lại ông đại sứ của Mỹ tại Việt Nam cũng đến đây thăm viếng mình, chứng tỏ là họ rất là quan tâm đến cái sự hiện diện của mình. Ông có thể bật mí cho biết rằng có sự vận động nào để có thể có một sự viếng thăm đặc biệt như thế này không ạ? Tôi nghĩ tất cả cái đó là do cái chuyện bình thường của một chính phủ phải làm, mà nhất là bây giờ là đang đi vào cái năm bầu cử thì các ông phải làm mạnh hơn. Cảm ơn ông Triệu Phát. Đó là ông Triệu Phát, chủ thương gia của khu vực này. Ông đi vào cái khu vực là Lưu Sài Gòn Official. Tất nhiên là sau đó là Little Sale Official sẽ được trở nên nhiều người quan tâm. Chúng ta thấy có bà Michelle, bà Kimberly Hồ ở đây. Ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tới ghé thành phố của bà có phát biểu gì ạ? Rất là hạnh diện và vui và được ông đến đây để tham dự. Và cả phái đoàn gồm có nhiều người khác, từ chắc là họ đã viếng thăm những cái thành phố khác rồi, thì đây là cái thành phố mà họ phải viếng thăm thôi. Đây là chính là Little Sài Gòn, tại là thành phố Westminster. Rất không biết là bà Kimberly Hồ sẽ có gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với ông ấy hay không, thì nếu có một câu hai Michelle thì bà sẽ trao đổi với ông Mark Knapper hay không? Ông đại sứ, nếu mà có thì bà sẽ đặt câu hỏi gì với ông ấy hay không? Bà nói gì với ông ấy không? Chúng tôi thì khi nào cũng tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Thành ra rất mong rằng ông chú ý đến cái vấn đề đó. Cảm ơn. Cảm ơn bà. Yeah.
Chúng ta thấy có khá đầy đủ các dân cử ở các thành phố xung quanh đây. Ông Michael Võ, thành phố Van Valley, đang bắt tay ông ấy. Ông Carlo Manzo, cũng là thành phố Westminster. Xa xa là có cảnh sát trưởng đó. Cảnh sát trưởng đứng kế ông Phát Bùi là ông cảnh sát trưởng của thành phố Westminster. Chính ông cảnh sát trưởng cũng cầm phone lên để mà chụp luôn, chứng tỏ là hàng hiếm. In a short statement, what do you feel when you have the ambassador of Vietnam visiting your city right here? Well, it's awesome. We need to highlight our great city of Westminster, especially here in the Little Saigon district. That brings a lot of economy to our community, so it's great to have him here and highlighting our city. It's awesome. If you have something to talk to him or to ask him, what are you going to say? You know, to make sure that he talks about our city to the community, especially folks in Vietnam, that we are here. We're the highest Vietnam population here in the country, so please talk about it. Let everybody know, the whole world know. So thank you. Thank you so much. We do it for the symbolic of the Vietnamese community and the immigrant group in Little Saigon. So she talked about history, the stretch of land that we stand in the middle of the long stretch of land there, skinny and long, because it was a runway of an aircraft, private airplane runway. So we're in the middle of it, go that way about 2,000 feet, 3 feet. Chúng ta thấy hôm nay ở đây có mặt đầy đủ, gần như đầy đủ tất cả các dân cử ở thành phố này cũng như các thành phố lân cận. Hy vọng là tôi có thể quay được những cái đoạn họ nói, rồi lát nữa đây chương trình giữa tôi và anh Andrew Lê chiều nay sẽ có tương thuật về vụ này cũng như là có những cái dạ, cái đó là chỉ có thị trưởng và phó thị trưởng cũng như là trời và đất biết ạ. We want to see more like that, and because with that kind of investment comes good jobs, but also education ties, people to people ties, and political ties. And so we definitely want to see more Vietnamese investment here in the United States. Encourage, you know, continued U.S. interest in Vietnam investment. Again, American businesses need to get a level playing field so they can succeed. But this is a huge opportunity, I think, for American businesses and businesses in Orange County. Without pushing business from America as well. Absolutely, absolutely. That's great. Thank you so much for doing that versus the Chinese. That's what we started doing back in the early days when Senior President Bush was in the office. So we pushed very hard for the diplomacy. And then President Clinton comes in 95. And take the real action to make it happen. That's right. President, you must have been a young boy when you started in this business. I was just a little kid. That's right. Should we
Go this way. As an ambassador, do you ever address we have a room reserved for private of course. Of course, it's a very important priority. President Biden raised it when he was president. Yes. Of course, my team and I raise it as well. And it's an important aspect of our ties to ensure that we speak frankly or respectfully about our concerns. And in fact, we have differences. But just because we have different views doesn't mean we can't cooperate in many, many different other areas. Thank you very much. Ambassador Knappler, how are you? I'm great. This is Andrew from Phobosat TV. Hi. Welcome to Little Saigon. Glad to be here. You come right at the lunchtime. Have you smelled some pho yet? I smell a lot of delicious food out there. Oh, okay. Wonderful. Welcome here. Later on when we have a pest, we will have some more questions for you. Okay. And they're just going to do a private meeting and then we'll come back for another round. Thank you so much. Okay? Yeah. And I am Hoika Hoi Tiklahaya. They doing business with international. Mm-hmm. What is he doing to incentivize business from Vietnam to America and America to Vietnam? He said VinFast is a great example of that business, and he's expecting more of it. Oh, wonderful. Cảm ơn Andrew muốn dịch lại cho quý vị biết là cô nghị viên Amy Fan West của thành phố Westminster, cô có nhắc lại cái câu hỏi mà cô đặt cho ông đại sứ. Rằng là thưa ông, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ hiện nay thì có những cái điều gì để mà có thể làm điểm so và có những cái ví dụ trong việc thương giao thương giữa hai bên. Thì ông mới nói rằng là vâng, cái việc mà VinFast đã đầu tư tại Hoa Kỳ là một ví dụ rất điển hình và là một ví dụ rất là sáng. Đó là cái câu hỏi mà cô Amy Fan West đã nói và dịch lại cho quý vị biết. Trong chương trình chiều hôm nay thì Andrew và Lân, trong cái chương trình của Góc Nhìn Andrew Lê vào lúc 5 giờ chiều, chúng tôi cũng sẽ tường thuật lại chi tiết về cái chuyến thăm khá là lịch sử này, bởi vì đây là lần đầu tiên. Rất là nhiều những cái chi tiết nữa để nói, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy ngay tại đây, ngay tại giữa Little Sài Gòn, ông đại sứ Mark Knapper từ Việt Nam sang đã có nhắc tới ngay một cái thương hiệu từ Việt Nam sang, đó là VinFast, ngay tại giữa Little Sài Gòn. Dạ vâng, và chuyện đó cũng rất là rõ ràng đối với đa số khán thính giả của Phobos TV. Quý vị thấy chúng ta bây giờ đang bước vào một cái căn phòng họp riêng. Mà bên phía Bộ Ngoại giao cho biết là một cuộc họp ngồi riêng trên bàn này. Chúng ta thấy căn phòng rất là khá nhỏ, khó có thể bước vào. Dạ. Có thể là báo chí chúng ta phải dành chỗ riêng cho mọi người bên ngoài. Hiện nay thì chúng ta thấy bên trong là không. Hiện nay chúng ta thấy bên trong đó là có khá nhiều những nghị viên, những dân cử của các thành phố Westminster, Garden Grove, Fan Valley v.v. Có dân cử tiểu bang như bà Janet Nguyễn, ông Chí Tạ, cũng như là nghị viên, cũng như là những dân cử liên bang. Họ có lẽ là vào đây để mà có thể có một cái gọi là một cái trao đổi một cách riêng tư hơn, nhưng mà sau đó sẽ ra để mà gặp gỡ báo chí. Thì cái đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mặc dù là gặp gỡ riêng tư mà chúng ta cũng thấy gọi là giống như là chậu cá vàng vậy đó, chúng ta có thể thấy xuyên qua bên trong một cách rất là dễ dàng, không có gì gọi là ghê gớm cả. Anh cho biết cảm thấy như thế nào thưa anh? Đứng mấy bên này để nhìn thấy. Đây, chúng ta có một cái chấp nhoáng về trao đổi báo chí với là nhà báo Đoàn Trọng. Vâng, quý khán giả vừa rồi thấy tất cả những hình ảnh của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Quận Cam. Đây là chuyến công du, gọi là chuyến thăm chính thức của ông với tất cả những người dân của Quận Cam. Bên cạnh đó thì chúng ta phải nói đến tất cả những người là dân cử, vì dân cử ở đây chỉ có những vị không có mặt là theo chúng tôi được biết là ông thị trưởng Westminster Charlie Nguyễn Mạnh Chí, hình như ông đang đi vacation, và ông Andrew Đỗ, giám sát viên địa hạt, một cùng với chánh văn phòng ngoại vụ của ông, đó là ông luật sư Trần Thái Văn, không có mặt. Và trong chốc lát không biết là ông phó thị trưởng tạm thời, bây giờ là thị trưởng thành phố Westminster, có đến tham dự và gặp gỡ này không. Còn tất cả những vị dân cử hình như tôi thấy đều có mặt hôm nay. Anh Lân thấy có điều đúng đó như vậy không? Tôi thấy cái sự vắng mặt của một vài người, nhưng mà quan trọng nhất là vắng mặt của ông Nam Quang, và tôi thấy là rất là bất ngờ, tại vì đây là một cơ hội rất tốt để mà gọi là có mặt, để mà
ra mặt với lại các cư dân, cũng như là đặc biệt là khu vực này là khu vực quận mà do ông phó thị trưởng cũng như là nghị viên Nam Quang phụ trách. Thì rất là tiếc, đáng tiếc, chắc có lẽ phải có một lý do nào hết sức là đặc biệt thì ông ấy mới bỏ lỡ cơ hội này. Theo lên cái luật thì tất cả những cái người nào đến cái thành phố, cái người thị trưởng là coi như cái người quan trọng nhất để đón. Nhưng mà ông, tôi biết là ông Charlie Menchi đang đi vacation. Thành ra ông Nam Quan là quyền thị trưởng ở đây bây giờ mà không có mặt ông Nam Quan thì chắc là chúng ta có cơ hội sẽ gặp gỡ ông và hỏi có thể lý do tại sao. Vì đây là một cái bước rất quan trọng để cho tất cả những người dân ở đây biết rằng sự ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong cái lúc mà Tổng thống Joe Biden vào hôm 10 tháng 9 vừa qua đã ký một cái hiệp ước gọi là nâng cao cái hợp tác chiến lược toàn diện. Thì nhiều cái điều mà chúng ta cần hỏi, ngay cả cái những vấn đề viện trợ, ngay những cái vấn đề trao đổi người, và đặc biệt là những người ở bên Việt Nam bây giờ có tình trạng bắt bớ, và chúng tôi được biết rằng muốn hỏi ông về cái vấn đề gọi là trục xuất một số người Việt Nam ở đây như thế nào, thì đây là một cái cuộc họp rất quan trọng, và hy vọng là chúng ta có một cái buổi gặp gỡ với ông tân đại sứ, ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thì có thể nói đem lại những cái kết quả cụ thể tốt hơn. Thế thì anh là một trong những người có thể nói có nhiều cái chuyến đi Việt Nam, thì theo ông thấy cái vai trò của ông đại sứ Nasper ở tại Việt Nam như thế nào thưa anh Vũ Hoàng Lâm? Ông ấy là một người hết sức là thân thiện và được báo chí Việt Nam gọi là rất là thích mỗi khi mà ông ấy xuất hiện, cũng như là tổ chức những cái sự kiện, cũng như là có mặt ở trong các cái sự kiện. Vừa rồi thì trong cái lễ đón tiếp giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Joe Biden thì tôi cũng thấy có mặt ông ở đó, tất nhiên ông và một số quan chức từ Hoa Kỳ. Anh Andrew. Vâng, chào anh Trọng. Dạ, chào anh Andrew. Việc mà ông đại sứ của Hoa Kỳ, đương kim đại sứ của Hoa Kỳ, dạ vâng, ghé đến Little Sài Gòn thì là một cái sự thăm viếng, phải nói là trước đây Andrew không biết là những ông đại sứ khác thì có hay không, nhưng mà ông cựu đại sứ Ted Osius thì có đến đây, nhưng mà không đến ngay Little Sài Gòn, ông ấy chỉ đến Huntington Beach để mà ra mắt cuốn sách thôi. Nhưng mà ông này là đại sứ đương kim đến đây thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự kiện khá là ngỡ ngàng đối với cộng đồng. Và cho sáng hôm nay thì anh Lân cũng đã đưa ra cái dòng status á, là báo trước rằng là có việc ông đại sứ đến đây. Nhưng mà tất cả những cái việc mà chào đón của cộng đồng thì cũng thấy rằng rất là ít. Mặc dù là các dân biểu thì đến đây thì rất là nhiều, nhưng mà việc mà dân chúng đón chào ông á, thì cái dịp này Andrew thấy là chưa có nhiều lắm. Nhưng anh Andrew nói vậy thì tôi cũng gọi là survey các vị có mặt ở đây. Đây là ông Nguyễn Phương Hùng, kênh KBC HN. Chào anh Andrew Lê, anh Đoàn Trọng là từ bên SCT. Tôi đó thì tôi cũng đúng ra tôi không biết cái vụ này luôn đó nha. Hôm qua, tối hôm qua anh tôi đang tối thì anh Đoàn Trọng có gọi cho tôi nói là có biết rằng ông ấy đi ở Sài Gòn hay không. Thì sau đó tôi mới gọi một vòng thì nó lòi ra cái chuyện hôm nay. Còn ông thì ông Nguyễn Phương. Okay. Awesome. Vậy thì trả lời ngay. You guys want to set up yes. now, out front? Okay. In front, right? In front. We don't make awesome. The inside. Okay. Vâng, thì tôi cũng nhận được tin của từ ông Đoàn Trọng. Báo lúc 11 giờ rưỡi đêm thì cảm ơn Đoàn Trọng rất nhiều. Thì ngày hôm nay đáng nhớ tôi rất đồng ý với anh Đoàn Trọng cũng như anh Vũ Hoàng Lân về cái vụ vắng mặt của ông thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí và ông phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn. Có thể rằng họ tránh cái tin rằng là muốn. Tôi xin gắt anh là tôi vừa mới nói chuyện ông Bùi Minh Cường. Bùi Minh Cường cho biết ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã đi vacation. Ông Nam Quan, tôi có hỏi ông Nam Quan thì ông nói ông không biết lý do tại sao ông Nam Quan không có mặt ở đây, mà theo chắc anh biết thủ tục protocol thì một cái vị đại sứ Hoa Kỳ đến đây, ông là cái người lớn nhất hôm nay. Có khi nào cái này tôi đặt một cách giả sử, có khi nào tại vì cái vấn đề mấy bữa nay lộn xộn liên quan tới cái tin tức mà ông Ngô Kỷ tung ra, thành là ông Nam Quan có thể né tránh các nhà báo khi mà có thể hỏi dưới ông ấy hay không? Anh đang biết rằng là cái ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đi vacation nó cũng giống như ở bên Việt Nam đó, nó gọi là bị đau đúng chu kỳ, không mà đi sâu vào mấy cái chuyện như vậy. Bây giờ chúng tôi muốn nói đến là họ sắp sửa xuống rồi. Không, yeah, please. Okay. Thank you. Oh, Andrew, I'm hello, hello. Vâng, kính thưa quý vị, chắc quý vị biết là chứ. Yeah. They're going to finish. Okay. Chắc là quý vị biết là chứ. I'll recording when he moved out. Và trước năm 1975 thì quý vị biết một... Họ cho biết rằng là họ sắp sửa... Là ông Henry Campanos là một trong những người đại sứ mà có thể nói cái quyền hạn và điều hành Việt Nam ở nằm trong tay ông đại sứ. Cũng giống sau này thì ông Mark Venter ở Bunker, ông đại tướng Mark Venter đều là những vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và đến bây giờ thì... Để em bắt đầu chuẩn bị họ đi ra. Và bây giờ chúng ta quay một chút xíu bên trong. Họ cho biết rằng là sắp sửa... đúng rồi,
họ sẽ đi sau đó, sau cái họp buổi tối như thế này thì riêng như thế này thì họ sẽ đi ra ngoài để mà có gặp gỡ họp báo. Và như tôi nói, nếu mà ông họp báo ngay trước phía trước phía Lộc Thọ thì nó sẽ có một cái cảnh rất ngoạn mục, đó là ông sẽ đứng ngay bên dưới của cái biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ, vốn là cái điều mà ông Ted Osius rất tránh khi mà ông tới Liêu Sài Gòn cách đây vài năm. Ông nói rằng là những cái cơ sở hoặc là những cái cá nhân nào mà tiếp ông, ngay cả nhà riêng của bà Tránh Nguyễn lần đó cũng đã gọi là phải chấp nhận cái điều kiện của ông Ted Osius là không có treo cái cờ vàng và sọc đỏ. Lần này ông Mark sẽ như thế nào khi mà chúng ta thấy ông xuất hiện dưới cái biểu tượng như vậy? Đến bây giờ thì không thiếu một vị danh tử nào ngoài trừ ông Nam Quang và ông Mạnh Chí, cũng giống như ông Andrew Đỗ. Quý vị thấy bà Michelle Steele, danh hiệu liên bang, kế bên đó là ông Tạ Đức Ký, danh hiệu tiểu bang, ông Ted Bùi, nghị viên của thành phố Fountain Valley, ông Carlos Menso, nghị viên của thành phố Westminster. Anh Andrew có còn nói gì đâu? Ông Phát, ông Phát Bùi thì là cựu nghị viên của thành phố Garden Grove, mà ông và em Uber là nghị viên của thành phố Westminster, luật sư Nguyễn Quốc Lân của học khu, ông Michael Võ, cựu thị trưởng của thành phố Fountain Valley, và Cedric Nguyễn, thượng nghị sĩ của tiểu bang, ông Luke Corey. Bây giờ chúng ta có thể lượt từ trái sang từ phải sang trái. Chúng ta thấy có ông Michael Võ nè, ông Nguyễn Quốc Lân, bà Amy West, ông Phát Bùi, cựu nghị viên, ông chủ thương xá với Lục Thọ, ông Frank Chao, bà Kimberly Hồ, ông Carlo Manzo, bà Michelle Steele đưa lưng lại, và đây là ông Andrew Lane. Nghĩ như thế nào khi mà ông lát nữa ông sẽ ra đang đứng phía trước thương xá với Lục Thọ, và khi họp báo sẽ chắc chắn là sẽ nhìn thấy cái biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ nằm ở phía trên? Tôi đã chuẩn bị khoảng 5 câu hỏi rồi thưa anh, và những câu hỏi phải nói là rất là liên quan đến cộng đồng. Tôi muốn hỏi ông Napper rằng là trong cái thư của bà Michelle Steele vừa gửi ra cho ông là lo về cái nghĩa địa của Biên Hòa, thì ông sẽ có trả lời như thế nào? Ông có nhận được cái thư đó chưa? Và ông sẽ có những cái bước tiến hành như thế nào cho cái cộng đồng, là cái tiếng nói của những người cộng cư dân ở đây? Thứ hai là những cái câu hỏi mà liên quan đến vấn đề liệu trong tương lai. Anh đã để dành những câu đó lát nữa hỏi chúng tôi là nó sẽ bị gọi là hết bất ngờ đối với khán giả Phố Sa TV. Ok, chúng ta sẽ để dành nhé. Dạ. Nói sơ cho tình hình này là chúng ta thấy ông Napper hiện bây giờ đang gật gù rất là nhiều. Có lẽ ông đang lắng nghe những vị dân cử của các thành phố, nhất là Westminster, cũng như là các là lân cận, để mà gật gù lắng nghe từng người phát biểu một vài cái ý nghĩa của họ để ông ngồi ông ghi nhận lại. Tôi không có bất cứ thư ký nào của ông ngồi ở đây cả, không biết là mấy cô thư ký này có ghi chép gì hay không, bởi vì cái ông ngoại giao kia, thư ký mặc áo lam kia, không phải áo lam mà là áo da bò đó, thì ông ta là cái người đã coordinate và sắp xếp, nhưng mà không thấy những thư ký ghi nhận lại gì cả. Chúng ta không biết là họ nói cái gì, hoặc là camera có thể ghi lại gì được không. Sau cái cửa kính này có vẻ là dày 3-4 ly này, chúng ta không biết nói gì, nhưng mà thấy ông chỉ gật gù mà thôi. Và bây giờ thì cái gật gù cũng đúng thôi, tại vì những lúc này là khi mà các vị đại sứ hoặc là các vị cựu đại sứ thường thường khi tới cộng đồng hoặc là tới gặp các dân cử là lúc mà họ lắng nghe những cái đạo đạt của các dân cử ở đây, để mà ông ấy có thêm cái tư liệu, có thêm cái dữ liệu để mà tiếp tục cái công việc của mời anh soi rõ cái camera vào cái ghế của ông Tạ Đức Trí đang ngồi. Cái đó có lẽ không biết là có phải là cái ghế hay là ngồi trên cái bàn. Lùi đó, lùi đó. We'll let you by when they get out. I go to set up. You could go around. Yes, go around that way. No one's getting this way. Up the stairs. Why no? You can go around, but no one's going out. This okay. Way. Yeah. Sure. Safe thing. Go ahead. Go through there. Okay, good. Oh, đi chị dậy. Đứng đây quay luôn. Quay theo họ luôn. Hỏi gì? Through here. Through here. That's okay. That's okay. Just follow them. Chúng ta tiếp tục theo phái đoàn. Sau khi phái đoàn ra khỏi cái phòng họp này thì chúng ta sẽ đi theo họ để mà ra bên ngoài trước Phố Lộc Thọ để có một cái buổi họp báo ngày hôm nay.
Đây là một cái buổi họp báo có một cái tính chất lịch sử, cũng như là có một cái sự trân trọng nào đó tối thiểu để dành cho ông đại sứ. Thank you. Đó là vấn đề an toàn thôi. Vấn đề của cảnh sát thì họ có việc của họ làm, chúng ta có việc của chúng ta. Nghĩ không bên nào làm hại bên nào. Đó, mời cô bỏ lát nữa xin mời vài câu ạ. Hai em. Có đường cầm đó là nghe đó. Thầy bây giờ nó không biết. Nếu cuộc họp báo được sắp xếp ngay tại đây thì là sẽ không thấy cái biểu tượng như tôi nói, mặc dù nó ngay cái bên cạnh. Andrew. Questions. So if you guys want to raise your hands, And I hear, you know, with the phone about 50,000 for the person who come back, return it back to Vietnam. Did you have any idea, any plan to follow up, you know, all the people have been sent back to Vietnam? Well, this is the question our Department of Homeland Security works on. Yeah. Closely with Vietnamese counterparts, and we'll continue to have the conversation as it's warranted. Yeah. But could you tell, did you hear anything regarding about that? So new? That they let you know, the probably they got a plan to, you know, receive on the return into the Vietnam deportation, you know, for immigration. Do you hear about that? Let me just say that yes, sir. Ms. Steele and I are working on legislation to address that specific issue. Go ahead, Michelle. On our commitment act, so we are working on that because there are about 7,000 Vietnamese Americans facing deportation. So we try to stop that because these Vietnamese Americans came to this country asking for freedom, and we cannot send them to Gulag. But you know what? It's a death sentence. So actually, we introduced the bill together, correct, and we're going to stop it. It's a bipartisan bill, so we're working on that. Michelle is absolutely correct. What we want to do is, America is a land of opportunity for refugees, and once these refugees in America, we believe they should stay here. To send them back would be sending them back, like Michelle said, to a gulag, to a very bad situation. Many of them are Vietnam War veterans from South Vietnam. We do not want to send them back. Okay. So Michelle is spearheading that with me, and we're going to be working on that. And then next question, you had the next one. I have a very quick question. My name is Nguyen Hung and KBC. I've been in Vietnam 30 times since President Obama until today. My question is, a last few weeks, now very important, because the President Joe Biden went to Vietnam. After that, Prime Minister Phan Minh Chinh come back to the United States. And next 2 more weeks, and then President of Vietnam come to for APEC. Yes. So, what do you think, what my opinion is, the very highest level the connection between Vietnam and U.S. So what do you think, what the next step we do? Well, you know, the result of the President's visit September 10th and 11th was to come up with a very ambitious plan for our two countries to deepen even further our partnership. Now that we're comprehensive strategic partners, we have a lot of work to do, whether it's in trade and investment, education,
high-tech innovation, things like that. And so the next steps is for our two countries to figure out how can we honor the spirit and the letter of the agreements that we made between the United States and Vietnam. It's really exciting. It's going to involve semiconductors, critical minerals, education, training, workforce development, science technology cooperation. All these things are going to help our two countries as we both face shared challenges, both security and economic, going into the, you know, the rest of the 21st century. Do we sell them F-35 if they want to buy it? That's a question for you to ask the Vietnamese government. No? All right, next question. Yes. Good one. Okay. Phobos ATV again. You have my green card. Thank you. Next, go ahead. Yes, Phobos ATV again. This might be a personal question, but I think the community would like to know too. I remember former Ambassador Ted Osius, when he came here, one of his requests when he meet like individual or organization here was not seeing the flag of South Vietnam, the three stripe, yellow, three red stripe on the yellow flag. That's what his request, not to see it around, because it's make his job difficult when he come back to Vietnam. I see you today, doesn't seem like you mentioned anything about that. So was this not a problem with you? Will you come back you have any difficulty doing your job if you seeing that flag around you? And also another thing, I don't see the logo, the Vietnamese American logo on your chest right now. So, well, I think if you look at any photos of me, you're never going to see a lapel pin. It's just not my thing. But as for making my job easier, difficult. Look, I'm there to represent the American people, all of you in Vietnam, to make this relationship as good as it can be, and try not to get too worried about photographs and things like that. One more question. Yeah, go ahead. I can answer that because the congressman and Korea and I are introducing the bill to that flag to be recognized as a Vietnamese flag in the United States. That's what we are working on. And let me just say that your question is directly related to representation. Michelle, myself represent Little Saigon. These are the things we advocate for. If this is important to you, then call us and let us know. We are the ones that make those decisions in terms of what's important in the community. We absolutely got to call you soon. Go ahead. Well, remember, I run with that legislation. You remember that. State and county. Next. Right. Yeah, excuse me, sir. We are from Saigon TV and Viet today, and there's some Vietnamese visit over here. Mm-hmm. I have a question. You know why U.S. government, they don't to be signed, commit, and listen to the government of Vietnam? They sign in the Communist Party. Why they do that? Sorry, I don't think I understand the question. Good question. Yeah. Okay, có thể có thể tại sao khi đã một trạm không khí như thế nào? Yeah, chính phủ đó. Ông nói đi. Tôi đang nhận diện. Oh, his question is, why would the comprehensive partnership signed with the Communist Party only and not with the country as a whole? Yeah. No, the comprehensive strategic partnership is between the governments of the United States and Vietnam. I don't think the Vietnam, the party of communist look like the government of Vietnam. And then last question. Yes. My question for you is, very interestingly, that you just stand next to the ambassador. You just wrote a letter to the ambassador a couple of weeks ago, asking politely about the renovation of the cemetery in Binh Hoa. I'd like to know what is your response. Have you received the letter, and what will be done for that? So actually, I'm glad you raised that, because on October 13th, I visited Binh Hoa Cemetery and was met there by a representative of the VAF. Vietnam America Foundation, and was able to see firsthand the conditions of the cemetery. Work remains to be done, for sure. And so we and our Consul General in Ho Chi Minh City are working with the local authorities from Binh Duong province to allow continued access to the cemetery by families to do either renovation of grave sites, but also just to cut down trees and otherwise refurbish it to ensure that the fallen are in a resting place suitable to their sacrifice. And so this is something I'm paying attention to, my colleagues are paying attention to, and we'll continue to follow it very closely. Wonderful. Thank you. Thank you so much. Thank you. That's all the time we have for questions. The members and ambassador are going to head back to home. Thank you. Ông ấy đã hết giờ. Thank you. All right, thank you. Thank you. Thank you all so much. So we're not allowed to talk, right?
No worries, no worries. I'm so sorry. All good, thank you so much. Thank you, though. Wait. Don't take that down. Give me like 30 seconds to be real. About 30 seconds. Who went there? Oh, there you go. They're going to visiting the businesses? No, they're leading. We're done. We have another place to go to, so we're wrapping up. Bây giờ là đi thăm. Đi thăm. Cũng nói là đi hết mình cả anh cứ đi theo đi. Okay. Dịch cái câu hỏi này. Andrew tranh thủ dịch cái câu hỏi về cái câu hỏi mà Andrew vừa hỏi ông đại sứ liên quan đến cái thư mà bà dân biểu Michelle Steele là dân biểu của tiểu bang California trên quốc hội của Hoa Kỳ. Bà ta là một gọi là hạ nghị sĩ của tiểu bang California, đại diện cho cả tiểu bang California tại quốc hội của Hoa Kỳ, như quý vị là 1,437 người đó. Thì Andrew có nói rằng là bà đã có viết một cái thư cho ông đại sứ, riêng cho ông đại sứ cách đây vài tuần, nói rằng là cần có một cái sự chữa chỉnh trang cái nghĩa trang Biên Hòa, là cái nghĩa trang cho rất là nhiều cái quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa tại Biên Hòa. Thì ông có nhận được thư đó chưa, và ông đã có cái kế hoạch để mà trả lời hoặc là có việc gì chưa? Thì ông nói rằng là rất là may là bạn đã đem cái câu hỏi này ra, đã hỏi tôi ngay bây giờ. Thì trước một tuần trước khi tôi về đây đó, thì tôi có đi thăm nghĩa trang đó và thấy tận mắt những cái tình trạng tệ hại của nó, cây cối, đường đi và rễ cây đã đâm vào những cái đó như vậy. Cho nên là nói tóm lại là ông nói rằng là bản thân ông á, một cách cá nhân á, ông rất quan tâm đến vấn đề này, và ông sẽ một cách cá nhân á, là sẽ tìm một cái giải pháp. Ông nói là rất là nhiều việc để cần phải làm phía trước, nhưng mà đây là một trong những việc mà ông sẽ phải làm, và nhân viên của ông cũng để ý đến cái việc này. Cho nên đó là cái câu hỏi mà Andrew muốn gửi đến cho khán giả của Phố Bosa TV, nhất là những người đã có gia đình thân nhân của mình nằm ở nghĩa trang đó, và nhất là cộng đồng ở Little Sài Gòn này. Quý vị cần biết, nghe và chính xác, nghe chính miệng của ông đại sứ nói như vậy, và điều đó chúng ta phải nói là rất là quý để mà có thể nghe được do chính miệng của ông nói. Bây giờ mình hỏi, tranh thủ hỏi bà Michelle Steele đi cái câu hỏi. You guys interviewing each other here? No, we try to explain things to our audience. We're gonna have a follow up question with you regarding the. I'd like to know. Can we flag or you know what? Let's do that later. So we're gonna wrap. They up. They have another appointment. Let's work on that later because we have a lot of issues. Oh, you living with them too? Yeah. Oh, okay. So, I'd like to know more about what dragged along so long for the speakership. Yeah. That's what I really concerned about. Because she's gonna be late for. Cảm ơn em, anh biết cô ấy nói anh rồi. Em là với bả hay là với? Yeah, em là đại sứ. Em bên Washington. Cảm ơn em. Vậy thì cái này cũng bên Michelle Steele hả? Dạ vâng. Vậy thì tụi anh sẽ follow up một cái buổi interview khác với bạn để mà hai vấn đề này. Rồi. Ok. Ok, thank you. Cảm ơn em. Cảm ơn anh nhiều. District Director Stephanie Hugh, và cô ấy tên gì anh? Cho anh mượn anh Ru dịch cho khán giả luôn. Cô này tên là Anh Nguyễn, là Community Liaison, là cái người liên lạc cộng đồng. Bây giờ mình tranh thủ mình phỏng vấn những người mà dân cử mà hồi nãy vô đó. Dạ. Bên trong đó họ nghe cái gì? Dạ. Cái gì ra? Rồi. Ông có thể là chúng ta sẽ gặp ông Carlo Manzos. Bây giờ ông to nhất là ông Luca Riem đã phỏng trước. Nếu mà ông không đi. Luca Riem, where have you been? We've been waiting for you. Mr. Luca Riem. We gotta get him. Oh, you gotta go? Yeah. Oh, too bad. I'll see him later. If you contact thank you so much. I'm sure we can set something up. We can set. Do you have a phone? Yes. You have your contact information? Contact? Please. Thank you. I love the way you work. You're very, very arranged. I try to help. Awesome. Call me, email me, whatever. I'm always happy to help. Thank you, Adriano. Thank you, guys. Yeah. Mm-hmm. Let's talk to him, Adriano. I need 3 weeks. Yes. I'm out of the loop now? The loop already. He quit. You're outsourced. You're going to talk to Carlo Manzo because he's in the... Rất tiếc là ông đại sứ đã đi một chiếc xe Honda chứ không phải là một chiếc VinFast, kính thưa quý vị. Rất là tiếc. I would welcome you next time with a VinFast welcoming you. I hope so. If I knew it beforehand, I would have. Thank you, guys. Anh vừa mới nói gì đó? Tôi mới vừa nói với ông đại sứ, ông là rất tiếc là ông đã đi một chiếc xe Honda đến đây để mà welcome ông chứ không phải là một chiếc xe VinFast.
Ông nói có thể là next time lần tới. Tôi nói là rất tiếc là tôi biết quá trễ, chứ nếu không tôi sẽ lấy chiếc xe VinFast của tôi để đón ông. Tôi tiếc cho ông là một, nhưng mà tôi tiếc cho VinFast hơn. VinFast phải biết những cái này để mà cung cấp sớm. Đó là do anh tiếc, còn tôi tiếc là... Tức là team của VinFast không fast nhưng mà không lẽ bằng Bonsa fast. Cái này người ta chỉ làm xe fast thôi, chứ không phải là làm team fast. Là... VinFast không phải là media, thưa anh. Chúng ta sẽ đợi ông lùi ra một cái nữa là chúng ta đi. À, ông đại sứ phải nói là đi một chiếc xe rất là... Chiếc xe này có thể là CRV, Honda CRV, một chiếc xe cỡ SUV cỡ nhỏ. Và rất là bình thường phải không quý vị? Nếu mà gặp như là đại sứ của những các nước khác mà đến thăm cộng đồng thì có lẽ là đi Mercedes hay là đi những chiếc xe gọi là Bentley, Rolls Royce. Đại sứ của Campuchia nhiều khi lại đi xe Campuchia sao anh? Nhưng mà nhân viên thì lại đi Mercedes. Ta đi đằng trước đi. Nhân viên thì lại đi Mercedes nghe các bạn. Nhưng mà ông đại sứ thì rất là bình thường đi bằng xe CRV, có đó có lẽ là một sẽ chủ đề Andrew sẽ phân tích sâu hơn. Bây giờ chúng ta có thể phỏng vấn ông Carlo Manzo một chút xíu. Would you like to go in the front? Sure. Please. So we're going to interview you for a little bit. Thank you, officer. How are you? Good. How are you? Thank you for being here. No problem. Can I come along? Or, yes, go ahead. Come, please. Come yes, Jimmy. Welcome. You look very smart today, so why not? We are alive, all right? So, Mr. Kenzo, Carlo Manzo, I know that you have a very special place in that secret room. It's like a lot of people are now wondering what has been said in there and why the ambassador is only nodding and didn't say anything. Yeah, briefly. So briefly, please tell our audience what has been said. Well, there's no secrets. You know, our representatives, Congressman Correa and Congressmember Steele, and also Senator Janet Nguyen and Mr. Frank Zhao, they were just telling the ambassador about the needs and what's important to us here in Westminster and Little Saigon community. Oh, and, so and, okay, yeah. Nhu cầu, nói về nhu cầu của cộng đồng các bạn. No. So he was just listening. He said he was here to learn and to listen, not to do so much talking, but to learn from what the community needs. Wow. So that's why he was probably nodding and shaking his head a lot. Oh, that's why. Yeah, that's why. So he wasn't really here to bring a message. He was here to learn. To listen? And listen, so... that's what I guess. Yeah, so I just hope that, you know, if for him to learn what we need in the country of Vietnam, I believe myself that he should come here and speak to the community, because that's how he's going to learn. He's going to learn by listening and coming here more often to hear to Little Saigon area. And listen to the... But his job is to represent America in Vietnam, not here. No, I know, but that's how he learns about the Vietnamese community. That's how he learns about the Vietnamese culture. That's how he learns what's important to Vietnamese. But to learn about Vietnam, it's a better place for him to learn it in the original country. And why here? Why? Because over there, you know that we need to spread democracy in Vietnam. And we need to spread human rights in Vietnam. I think that's something that... We need to fight. He needs to fight for over there. Yeah, before discussing like what he's represent for, I just want to know the fact. What was discussing in the room? Like, if he's not speaking, he's just listening. He's then just learning. Who was speaking and which topic each person in the room have talked, including you? If you, I didn't get a chance to ask him a question. So who had the chance? So the Congress members are the ones who were able to. To speak to him, and then Senator Janet Nguyen as well. What did they say? They were just voicing their what's important to the community, as far as like human rights and the refugees. Refugees and make sure that they release political prisoners, and those are the kind of things that they were emphasizing to this ambassador, which those are important. So that's what he was. It was a very short conversation. Everyone, the Congress members and the senator. Before you continue, can you have like Andrew translate a little bit to my audience? Sure, if you can. Please. Câu hỏi của anh Lân đó là, thưa ông thì bây giờ trước khi nói vấn đề mà bàn luận thêm về cái chuyện mà nội dung nói chuyện đó thì anh Lân muốn hỏi một cách chi tiết về các sự thật, những cái yếu cố căn bản, những cái chi tiết
mà trong phòng đó nói gì, các dân biểu khác nói gì, và thậm chí là bao gồm cả luôn ông Carlo Manzo. Ông đã lời rằng là tôi không có cơ hội để mà hỏi cái bất cứ câu hỏi nào, nhưng mà về bản thân tôi thì tôi lắng nghe đó, thì tôi thấy rằng là tại nơi đây đó thì mọi người đang nói rất là nhiều về vấn đề nhân quyền, nói về vấn đề thả người bị tù và có bất đồng chính kiến, cũng như là làm thế nào để mà bày tỏ cái mối quan tâm và nhờ ông Napper ở trong cái bức tranh đó để mà vận động giúp cho giữa chính quyền Việt Nam và cộng đồng tại Mỹ đây có những cái điều mà họ bức xúc và băn khoăn, thì đó là những điều mà ông lắng nghe. Yeah, I mean they were also the Congress members were expressing, well, letting us know and Ambassador what they've been fighting for in Congress for the Vietnam refugees and the bills that they introduced. So it wasn't a very short conversation. Và cái buổi nói chuyện hôm nay cũng rất là ngắn, là trong buổi câu hỏi đó thì cũng có một vài câu hỏi nói về những người tị nạn Việt Nam và những gì mà ông đã đại diện và lắng nghe từ bên phía Việt Nam để mà trình cho Quốc hội ở Hoa Kỳ, và những cái bill, những cái dự thảo luật nào mà các bạn đưa ra để mà tranh đấu cho những người Việt Nam và những người tị nạn, quyền lợi của họ tại Việt Nam. And that's about it. Like I said, it was not much to it. It was so, he was very short. It wasn't seem very short when we was waiting outside. So beside the topic that you just mentioned, human rights and democracy in Vietnam, is there any other topics such as like economic or like the relationship between the two countries just raises into like a strategic comprehensive? He said that with the visit from President Biden in September, that they want to, he's here to learn so he can continue the topics of in Vietnam to spread out, because the economy, education, and that's what they're going to try to build up the relationship between the two countries. And he was just speaking a little bit about that, about how, what the topics he wanted to cover as far as what the relationship he wants to build. So hopefully he's able to get that across the Vietnamese government, that we need to spread democracy and human rights. That's all part of, you can't build the economy if you have those issues are still fighting for that, just basic human rights. You need to build that. You need to fight for that as well, to build the economy. Thank you. Let me briefly translate, otherwise I'm gonna forget. Lần hỏi là ngoài cái vấn đề mà nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam thì ông có còn lắng nghe những chuyện khác không, ví dụ như là liên quan vấn đề kinh tế hoặc là làm ăn? Thì ông Carlo Manzo trả lời rằng là vâng, tôi có nghe rất là nhiều về vấn đề nhân quyền cũng như là dân chủ cho Việt Nam, nhưng mà tất nhiên là phải chiến đấu cho những vấn đề đó. Còn khi mà nghe đến vấn đề Mỹ và Việt Nam có kết kết hợp tác toàn diện á, thì đối tác toàn diện, thì việc đó cũng sẽ, ông Napper có vẻ là đến đây để mà muốn lắng nghe cộng đồng coi thử cái việc đó như thế nào, hoặc là cái việc mà họ kết hợp tác với nhau về vấn đề kinh tế, chắc chắn là những chuyện đó sẽ là cái mối quan tâm hàng đầu, nhưng mà nó cũng phải có những cái điều kiện liên quan đến dân chủ và nhân quyền các thứ. That's it. So you didn't get a chance to make the question or comment. So if you have a chance, what would you ask him? Nếu ông có cơ hội hỏi thì ông sẽ hỏi cái gì? That, I mean, I think that's, we spoke a little bit about the human, to me that's a major thing, human rights. And if with that, that's the basic ground of the foundation of a democracy. You know, we need to spread democracy in Vietnam, and for me, for him, that's a major job that I would hope that he focuses on there in Vietnam, because it's, we can't have a relationship, to me I feel that we can't have a relationship with countries just like they have communist sentiments in there. We need democracy in order to build up, for us to have a relationship. We as a country, some, we pick and choose as a country. You want to have a relationship with, for instance, China, but they're, look at the human rights violations that they do, but to me that's not right. You need to first emphasize human rights before you can have a relationship with a country like that. Why don't we have a relationship with Cuba? You know, they do this, they're a communist country. We should end communism around the world. We should be fighting to end communism so we can build those relationships. Don't get into an economic, first build the economy and then democracy. First
democracy and then the economy. Nếu mà tôi có cơ hội để hỏi thì tôi sẽ hỏi cái câu hỏi liên quan đến vấn đề dân chủ và nhân quyền của Việt Nam, bởi vì theo tôi đó là một cái điều căn bản nhất. Tôi cảm thấy rằng là cái việc mà họ đến đây để mà nói chuyện thì tôi cảm thấy bản thân tôi đó thì nếu như hỏi thì tôi cũng cảm nhận rằng cái việc mà để mà hợp tác với một cái đất nước mà nó có cảm tình với Cộng sản, sentiment, những người có cảm tình với Cộng sản hoặc là chủ nghĩa Cộng sản, thì cô không nghĩ đó là một cái ý kiến hay. Bởi vì theo tôi đó là một cái tìm hiểu một cái mối quan hệ đối với một cái đất nước Cộng sản là tôi không chấp nhận. Chúng ta phải kết thúc Cộng sản, chấm dứt Cộng sản trên cả thế giới này. Và nhất là những cái nước mà làm tại sao mà chúng ta lại đi kết hợp mà phát triển kinh tế với họ, trong khi đó là cái điều căn bản nhất là dân chủ và nhân quyền, phải làm nhân chủ nhân quyền trước rồi sau đó mới làm về kinh tế. Bởi vì thật ra đó thì có rất là nhiều nước, nhìn Trung Quốc chẳng hạn, nếu các bạn hợp tác với Trung Quốc để mà phát triển thì các bạn thấy nhân quyền của họ rất là tệ hại. Rồi tại sao không làm hợp tác với lại Cuba, nhìn thấy Cộng sản Cuba rất là tệ hại về vấn đề nhân quyền. Cho nên theo tôi đó thì đối với tôi là phải tiêu diệt chủ nghĩa Cộng sản rồi mới nói đến cái chuyện làm ăn kinh tế như thế nào. Yeah, I feel that it's kind of a little bit of a sellout when you're choosing economy first and over democracy. You know, we as a United States have a real powerful economy, and we should use that to our advantage to spread democracy if we're going to have a relationship with communist countries. So, cho nên đối với tôi là việc mà liên quan đến hợp tác với một cái đất nước để mà phát triển kinh tế là chẳng khác nào giống như đi bán bỏ. Đi bán bỏ có nghĩa là bán đổ bán tháo đó. Tại vì Hoa Kỳ là một cái đất nước phải nói là có một nền kinh tế rất là lớn trên toàn thế giới, mà nếu mà chúng ta không có dùng cái lợi thế về kinh tế để mà đẩy mạnh về dân chủ nhân quyền trên toàn thế giới thì làm vậy để làm gì? Làm như vậy chẳng khác nào là chúng ta bán bỏ chính bản thân mình. Mình chả ông nói một cách giống như là Hoa Kỳ có lẽ là sẽ cũng không cần những cái nước khác để mà phát triển kinh tế. Hoa Kỳ đang có một nền kinh tế rất là tốt và phải dựa vào cái thế kinh tế tốt để mà đẩy mạnh nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới, đó mà là đúng cách. Trước khi mà tiếp tục thì chúng ta chỉ còn không nhiều thời gian nữa, cho nên là nếu mà khán giả nào muốn đặt câu hỏi với lại hai vị ở đây thì đặt ngay để mà chúng tôi có thể chuyển tải câu hỏi của quý vị tới với ông Carlo Menzo, cũng như là ở đây chúng ta có luật sư James. Luật sư James là Jimmy Phạm, là một ứng cử viên cho một cái chức vụ rất là quen thuộc, đó là chức vụ dân biểu tiểu bang California đề hạt 72, mà hiện nay đang được nắm giữ bởi ông Tạ Đức Chí là hiện nay. Cho nên là trong tương lai ông Tạ Đức Chí và luật sư James Phạm sẽ là những đối thủ trong cuộc gọi là cuộc tranh cử lần này. Hồi nãy thì tôi thấy cũng trước khi mà đi qua câu hỏi với lại luật sư James thì tôi hỏi ông thêm một câu cuối nữa, tại vì ông là có mặt ở trong đó. You've been there. So with many questions addressing democracy and human rights in Vietnam like that, what was his response? What was the ambassador response to that? Did he have any comments about that situation in Vietnam right now? Yeah, that his comment was that's what he's focusing on. Did he say like improve or not improve? He said that's what he's focusing on, to improve those relations. In order for improve the relations, he needs to focus and push those agenda as far as democracy and human rights goes. That's his intention to improve, but like, yeah, what is the current situation? Is he observed? I didn't. You didn't hear from him? Hear from him. No. Yes, of course, he's the Đại sứ. Ngoại giao. Câu trả lời của ngoại giao là gì? Ngoại giao. Yeah, one of the foreign affairs people. Yeah. Anh Lân hỏi rằng là ngoài ra những cái chuyện đó thì ông có thấy rằng họ có nhấn mạnh về vấn đề là cái mối quan hệ giữa hai nước hay không? Ông có hỏi không? Anh Lân hỏi dùng cái chữ là improve không? Cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam nó có tăng? Ông ý tôi muốn hỏi đó là được hay không? Là với nhiều câu hỏi của các vị có mặt ở đó thì ngược lại ông đại sứ nói gì về cái tình trạng thực sự về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam hiện nay? Vì ông đã được nghe rất là nhiều cái câu hỏi như vậy, thì cái ngược lại thì ông đại sứ đã cập nhật cái tình hình nhân quyền dân chủ của Việt Nam hiện nay ra sao theo cái quan sát của ông? Thì ông Carlo Menzo nói rằng là ông đại sứ chỉ nói rằng là ông đúng đó là cái điều mà ông đang làm việc để mà càng ngày càng cải thiện,
tôi nói rằng là cái điều tôi muốn hỏi không phải là ông ấy đang muốn cải thiện cái gì, mà là tôi muốn hỏi là ông ấy thực sự ông cập nhật cái tình hình đó ở Việt Nam như thế nào qua cái sự nhận xét quan sát riêng của ông ấy. Thì ông Carlo Menzo là người có mặt ở trong đó nói rằng là ông không có nghe ông đại sứ đề cập tới cái tình trạng hiện tại. Thì tôi nghĩ rằng cái này là nhận xét cá nhân thôi. Ông là một nhà ngoại giao, ông sẽ qua đây tiếp xúc với cộng đồng người Việt, tiếp xúc với các dân cử ở đây như là một người đại diện của Hoa Kỳ. Nhưng rồi ông cũng sẽ là về Việt Nam để mà làm việc tiếp, và ông cũng quan sát theo cái cách quan sát của ông. Nói đường nào nó cũng sẽ có cái hơi là khó khăn, cho nên cái câu trả lời đó là câu trả lời hết sức ngoại giao là như vậy. Vâng, cảm ơn anh. Ok, thì sẵn có luật sư Jimmy Phạm ở đây thì hồi nãy luật sư Jimmy Phạm không tới kịp, nhưng mà tôi thấy trong đó. Can you still stay or you want to leave? Go ahead. Of course. Yeah, I stay. Because you might have some question from our audience after this. Oh, okay. You're the best looking guy. Ông cũng sắp sửa phải đi rồi, cho nên mọi người nào mà muốn đặt câu hỏi với ông Carlo Menzo, một trong năm vị dân cử của thành phố Westminster, thành phố đông dân Việt Nam rất nhất ở hải ngoại, thì ông là đây. Và ông là một người có con mắt nằm ngoài cộng đồng người Việt, cho nên ông cũng sẽ có những câu trả lời riêng của ông ấy. Hồi nãy thì cũng có những dân cử, rồi cũng có những candidate nữa chứ không phải là chỉ dân cử không, có mặt ở đó. Anh đánh giá, mặc dù là không có mặt ở đó, nhưng mà anh đánh giá như thế nào về cái việc mà có một vị đại sứ từ Việt Nam đại diện cho Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ Việt Nam qua đây có mặt ngay tại cộng đồng người Việt ở đây để mà thăm, để mà họp báo, để mà nói chuyện? Ok, sẽ để luật sư muốn kính chào khán thính giả cũng và khán giả. Luật sư sẽ nói tiếng Anh, ok, để được gọi là tập nói tiếng Việt để cho nó giỏi. Ok, well, we'll do it next time. So basically, I'm very happy, you know, to have. Unfortunately, I had court this morning, so I couldn't attend on time. Okay, but Westminster City Councilman Carlos Menzo brought up a very good point. Okay, this is a difficult situation. You're working with a country that's communist. You have two separate political ideologies, right? My personal opinion with everybody here is that, you know, as long as they're playing ball, we're playing ball, we're working together. They want to work with us on something. At least you're communicating. That's the first step, right? You got to communicate, right? Theo tôi thì anh Lân câu đặt ra cho ông Jimmy, luật sư Jimmy, là anh không có mặt ở đây, nhưng mà anh đến sau thì anh nhận định như thế nào về cái việc thăm viếng của một đại sứ Hoa Kỳ đến với cộng đồng chống cộng như thế này ở ở lớn, cộng đồng lớn ở Mỹ? Thì anh trả lời rằng là đối với tôi thì cũng như ông Carlo Menzo là người đại diện cho cái thành phố ở đây, một người đại diện cho cộng đồng, ông đã nói một cái điểm rất là hay, đó là cái việc mà làm việc hợp tác với hai cái lý tưởng khác nhau là một cái điều rất là khó. Nhưng mà đối với luật sư Jimmy thì ông nói rằng là miễn là khi nào mà chúng ta chơi thảy banh với nhau, có nghĩa là banh quăng qua rồi banh quăng lại, thì có thể làm việc được chung với nhau như thế nào cho có cái lợi nhất cho cộng đồng, thì cái chuyện đó đối với tôi là chuyện có thể chấp nhận được. Và việc là làm thế nào để mà chúng ta có thể chơi banh với nhau, thì cái việc mà chúng ta khởi đầu bằng cách là đối thoại với nhau là một cái điều mà tôi thấy rằng là rất là tốt. Yeah. So the political ideologies are different, but I've seen the Oakland mayor go over there, or I've seen Joe Biden go over there. They're working with the Vietnamese government, right? And so sometimes you put away the political ideology, right? We know about this. I know about this Article 331 law, right? How can we work with the Vietnamese government when they have an Article 331 law, anti-democratic? You use freedom of speech, freedom of assembly, any of those rights, you go to prison 3 to 5 years in Vietnam, right? That's the law on the Vietnamese government, right? So how do we work with someone? My mentality is, let's just work together. Get to the negotiating table. Đối với tôi thì cái việc mà khác biệt cái tư lý tưởng với nhau là một cái điều phải nói là đó là sự thật trong cái cuộc sống của mối quan hệ giữa ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ hãy bỏ cái chính trị và cái lý tưởng chính trị qua một bên để chúng ta có thể làm việc chung với nhau được. Đối với tôi là luật sư, cho nên tôi biết về luật điều luật 331 ở Việt Nam là cái điều luật đối với tôi, theo nhận định của tôi, là hoàn toàn anti-democratic, là chống lại dân chủ. Những cái quyền lợi như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp ở Việt Nam là gần như là bị trở thành luật rồi, và nếu mà vi phạm thì ở tù từ 3 đến 5 năm. Và đó là một cái điều mà phải nói là thực tế cuộc sống là như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm việc với một người mà họ có những cái điều khoản, điều luật như vậy đó, thì chúng ta phải, cái điều duy nhất đó là có thể ngồi xuống bàn đàm phán với nhau để mà làm việc chung với nhau.
Và luật sư James cũng có nói một cái điều rất là quan trọng, đó là mặc dù là khác biệt nhưng mà vẫn có thể làm việc được với nhau. Và cái minh chứng đó là ông quan sát thấy rằng là có bà thị trưởng Sandtown của thành phố Auckland, cũng như là ông vừa đây là ông tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng tới Việt Nam. Đó là cái việc khác biệt về mặt tư tưởng là có, nhưng mà vẫn có thể làm việc với nhau để có thể tạo ra những cái kết quả. Và ông Jim cũng có nói rằng sáng hôm nay đi đến trễ là bởi vì anh có ra tòa án, cho nên là đó cũng là một cái lý do có thể chấp nhận được. Yeah. Không thể bỏ thân chủ, không thể vì ông đại sứ mà bỏ thân chủ. And you know, I'll be honest with you. Gucci doesn't know this, I'm a Democrat. You know, I have family members who are Republicans. I have very close members, sisters, brothers-in-laws. I still have to go to the dinner table with them and sit down at Thanksgiving. So the bottom line is we're working together. They're willing to sit at the same table with me. You know, we got to work together. We're all family, you know. We're Vietnamese people. We're Hispanic Americans. We're a community, and this is about human rights. Would you bring me an example that is unequivocally not the same? Which example? The Democratic and Republican in Vietnam is not communist and non-communist. Two things are different. It's true. But again, it's a bit of... Ông luật sư Jimmy đưa ra một cái ví dụ rằng giống như tôi nè, tôi là một người theo đảng Dân Chủ và gia đình của tôi thì chị tôi và gia đình của tôi theo đảng Cộng Hòa. Nhưng mà chúng tôi cũng phải ngồi với nhau ở trên bàn để mà ăn uống với nhau, chúng ta phải làm việc qua những cái khác biệt với nhau để mà có thể đến, vì chúng ta là một gia đình. Thì Andrew mới nói rằng là ông đưa ra một ví dụ mà chẳng ăn nhặt gì cả. Tại vì một người cộng sản với một không cộng sản, hoặc là một cộng hòa với dân chủ, thì nó không giống nhau. Ông cười. Okay. So... thì có lẽ là mọi người sẽ nhìn thấy cái cảnh mà ông tổng thống của nước tư sản gốc, đó là tư sản Hoa Kỳ, Joe Biden đã đứng gọi là gần 30 phút với là ông tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hai ông đều cũ kỹ cả nhưng mà cũng đứng với nhau 30 phút đó. That's right. Cũ kỹ. We're still people. We're still humans. Okay, we have some questions before he have to leave and we have to leave too. Sơn Nguyễn asking, ông này qua Việt Nam chưa anh Lân? This guy or this man, have he been in Vietnam? Unfortunately, no. But I see a lot of videos and some of my friends who sent on Facebook, they post pictures of when they have visited Vietnam. So I have it on my bucket list of one of these days I'll get there. Bản thân tôi thì chưa bao giờ đi Việt Nam hết, nhưng mà thấy hình ảnh và video rất là nhiều. Và tôi cũng có để cái chuyện là du lịch thăm Việt Nam trong cái danh sách của tôi, cho nên hy vọng một ngày tôi sẽ thăm Việt Nam. Oh, yeah, you got a plan. Yeah, my boss, he did a few years ago, he did a cruise, and the cruise ended in Vietnam, and he had a lot of pictures of all the activities they did there, and it looked really nice. So that's why one of these days I told my wife we got to do that cruise and do the same cruise he did and end up there. So I think it would be great. Ông sếp cũ của tôi á, là người đã từng đi Việt Nam, đi trên một cái gọi là con tàu du thuyền đi khắp nơi trên nước thế giới, và cuối cùng nó đến cuối cùng là Việt Nam. Và ông có hình ảnh nhiều, hình đẹp lắm, nhiều cái kỷ niệm rất tốt, cho nên tôi cũng mong là tôi cũng lên kế hoạch với vợ tôi là chúng ta cũng sẽ đi cái du thuyền đó luôn, cái chuyến du thuyền đó, và có thể cũng sẽ đến Việt Nam thăm. And I'll tell you this, Councilmember Carlos Manzo knows a lot more about Vietnamese history than most Vietnamese Americans here, I'll tell you that. Yeah, I love history. Yeah. Luật sư Jimmy nói rằng là ông Carlos Manzo, Councilmember của thành phố này, ông biết lịch sử Việt Nam còn rành hơn rất là nhiều người Việt Nam ở đây nữa, quý vị. Cho nên là tôi bảo đảm với các bạn như vậy. Yeah, that's true. Đúng như vậy, ông xác nhận là đúng vậy. Then, that, also that audience follow with a more difficult for you. What's that? He said, you haven't been in Vietnam, then how do you know about human rights violation in Vietnam? Well, I have a thing called a TV and the news and the computer. That's how you learn about stuff that other countries, by reading and listening and watching. Câu hỏi của khán giả, rồi anh Andrew sẽ trả lời qua bằng tiếng Anh. Là khán giả Sơn Nguyễn này đặt câu hỏi còn khó hơn câu hỏi nãy. Tức là chưa qua Việt Nam thì làm sao mà ông biết được vấn đề nhân quyền hoặc là vấn đề gọi là vi phạm nhân quyền của Việt Nam? Tôi có cái gọi là một cái màn hình nhỏ và internet và các thứ, cho nên là qua đó thì tôi biết được tất cả những thông tin. Mặc dầu chưa từng đi, nhưng mà đó là cách mà tôi có những thông tin của tôi. Ông trả lời. The other thing too is that I grew up in Westminster. I think last time I checked, we have a lot of Vietnamese in Westminster and I have a lot of Vietnamese friends and neighbors, so I listen and I hear what they're
what they did tell me. So một điều nữa đó là tôi là dân biểu của thành phố Westminster. Xung quanh tôi, hàng xóm, bạn bè tôi là người Việt Nam không à? Tôi nghe quý vị, tôi mở lô ta lên tôi nghe. Giống như là ông nói như vậy, cũng như là ngược lại thì mọi người trong những cái buổi gọi là hội họp của thành phố Westminster mà phố Bazaar TV tới, hoặc là tất cả những sinh hoạt cộng đồng ở đây chúng tôi ghi nhận, thì chính từ những cái điểm đó mà quý vị, mọi người ở xa, ở Việt Nam hay ở một nơi khác cũng biết về thành phố Westminster, cũng là vì qua những cái phương tiện truyền thông mạng xã hội là như vậy. I just say like on the other way around, like when the Westminster City Council meeting, people also know about Westminster City business through the TV. Correct, yeah, that's true. Another question maybe for both of you, if possible. Huấn Đặng nói rằng là lo làm móng tay móng chân mà kiếm sống, chứ dân chủ nhân quyền gì? Việt Nam không cần ai đó dạy Việt Nam về nhân quyền đâu. Let me translate it to. When they hear you and the ambassador and other people talk about human rights and democracy, they say you guys, maybe say like in general, keep doing manicure and pedicure to make the living. Don't worry about democracy and human rights in Vietnam. Vietnam don't need you to teach us about human rights. Let me answer it. You want to go answer? Ahead, go ahead. Okay, so luật sư James là người, chắc anh biết rồi, là người luật sư về di trú, và luật sư có 30% nhà hàng là người Việt Nam. And I'm going to tell you what, I have over 30% asylum cases with human rights abuses in Vietnam right now. Okay, there's a Formosa company that is abusing them on workers' rights. Nike has abused them on labor rights. You know, we can see what's normal if you live in Vietnam, but the bottom line is comparatively here versus Vietnam, I would say there's a lot of human rights abuses. You just don't, maybe you're not aware of what abuses are going on in your country. Thank you. Trước khi mà anh Andrew dịch đó thì tôi nói là như vậy là nói theo kiểu ông Ngô Kỷ đó, là nói có sách mách có chứng. Luật sư Jimmy James, Jimmy Phạm là có bằng chứng về cái vấn đề human rights, cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Mời anh Andrew. Ông nói rằng là trong cái hồ sơ, tôi là luật sư di trú thì tôi có khoảng 30% khách hàng của tôi có những cái hồ sơ ở ngay tại Việt Nam, đang phải chịu đựng những cái quyền lợi nhân quyền của họ bị xúc phạm và bị vi phạm. Những công ty giống như Nike, công ty Formosa, đó là những công ty ví dụ cho các bạn thấy rằng có rất những cái khách hàng của tôi đó đang phải chiến đấu vì những cái quyền lợi của họ đang bị vi phạm ở Việt Nam. Các bạn không hiểu đâu, các bạn không hiểu về nhân quyền ở Việt Nam đâu. Anh nói một cái, let me translate that part and also then yeah, you. Okay. Cái phần mà quan trọng nữa là luật sư James cũng có nói tới, đó là có thể là những người Việt Nam xem cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà đối với cái tiêu chuẩn của luật sư James, nếu tiêu chuẩn với người Hoa Kỳ, thì cái điều đó là sự vi phạm nhân quyền. Mà luật sư James chỉ mới đưa ra hai công ty nước ngoài thôi, đó là Formosa và Nike, vốn là những cái công ty nước ngoài vào Việt Nam đã là được xem rằng là có cái quyền lợi tốt cho công nhân của họ so với lại các công ty trong nước. Thì ngay cái công ty mà của Hoa Kỳ là Nike đi về Việt Nam đầu tư như vậy mà còn bị point out, bị vạch ra bởi một cái người luật sư như thế này, thì thử hỏi những cái công ty khác đối với cái tiêu chuẩn của luật sư, đối với tiêu chuẩn nhân quyền theo kiểu Mỹ thì nó sẽ như thế nào nữa. Nike là 20 năm trước ấy, 20 years before, but Formosa is now, and there's a lot of other companies that abuse it. Nhưng mà Nike là hồi trước, không biết là bây giờ có hay không. Hy vọng là bây giờ không có. Muốn gọi là clarify cho người thính giả. Đó là 20 năm về trước, không biết là bây giờ công ty Nike và Formosa có còn hay không, nhưng mà đó là 20 năm về trước. Tôi muốn xác nhận như vậy. Just a small point, not a small point, it's actually a huge point, but I don't want to get into this big old long drawn out conversation about this, but if we don't continue the struggle for human rights, what does that say about all the blood that was shed in South Vietnam for democracy? Are we supposed to just forget about that? Are we supposed to stop fighting for human rights? How many people lost their lives in South Vietnam? Một cái điểm nhỏ nhưng mà cũng không phải là nhỏ, ông nói, nhưng mà tôi cũng không muốn kéo dài cái cuộc thảo luận này ra ở đây. Điều tôi muốn nói thẳng ra ở đây đó là nếu mà không có nói về nhân quyền thì chúng ta chẳng lẽ bỏ mặc hàng ngàn người đã chết vì chiến tranh ở Việt Nam à? Chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta để mặc cho cái việc nhân quyền này nó muốn ra làm sao thì ra, phải không?
hay là chúng ta sẽ phải làm một cái điều gì đó về cái những cái nhân mạng đã hy sinh cho cái cuộc chiến tranh tìm tự do, tìm dân chủ, tìm nhân quyền đó. Yeah. Okay. Go ahead. The question is just flowing a lot more now. Because you're upset. Yeah. They upset to me too. Like một cái câu hỏi này là nó mang tính gọi là chỉ trích với ngay cả phố Bosa TV. Nhưng mà tôi sẽ đọc cái câu hỏi này để lấy mấy quý vị này trả lời như thế nào. Và sau đó tôi sẽ block luôn cái khán giả này. Khán giả Ánh Lê nói rằng là mấy ông chẳng làm gì cho đất nước, chỉ chạy theo thôi. Nhất là phố Tam Tào Lao. Tôi đoán là nói là phố Bosa TV Tào Lao đó. So this audience say like you guys don't do anything for our country. You just running away. Especially phố Bosa TV lousy. So my question is, what do you feel about phố Bosa TV? Is it a lousy channel? Is it a lousy media outlet? Tell our audience like your honest answer. Well, the way I feel about that is that, you know, when you just always have one side of the conversation being told, that's not really freedom of speech, right? As somebody who's a real true journalist, you have to be neutral and you have to get both sides. You have to listen to everybody, or else you're just propaganda. And that's not news. It's not journalism. Journalism is you're listening. You're making sure you get out there and speak to both sides. Speak the pros and the cons, not just always on the left side or right side. You can't be choosing, or else you're not a journalist. You're just a propaganda TV. That's all you are. So what do you think about Phố Bosa TV? Phố Bosa TV, just from where I stand, is that Phố Bosa is one of the few, probably only maybe two, that I had known that the whole time I've been here, who's ever tried to even interview me and get my side of how I feel. I don't see any other, maybe one other one. But if you, I see you from my point of view is that Phố Bosa has been trying to at least my side. So I would say that you're more of a journalist than any of the other ones I've seen, because nobody really other else has come and asked me for an interview. So to me, Phố Bosa is good. I mean. Đó là câu trả lời của ông Carlo Menzo. Xin mời anh cho dịch cho có hai phần trong cái câu trả lời này. Thứ nhất á, ông nói rằng là cái việc mà lắng nghe từ một phía đó, nó sẽ không phải là freedom of speech. Khoan, để tôi đã có câu hỏi của tôi đặt cho ông ấy trước khi mà anh Andrew dịch. Tức là tôi nói rằng là với cái câu hỏi này, cái câu đánh giá này của một khán giả là phố Bosa TV lousy đó, tào lao đó, thì tôi nói ông như vậy, chính bản thân ông đánh giá phố Bosa TV như thế nào, ông nói một cách trung thực cho khán giả nghe, thì ông nói như thế này. Cho nên cái việc mà lắng nghe từ một phía đó, nó không phải là truyền thông, nó chỉ là tuyên truyền. Cho nên việc mà tôi trả lời cho các bạn là nhiều khi các bạn cần phải lắng nghe nhiều nơi, nhiều bên để mà có thể có một bức tranh toàn cảnh. Còn về vấn đề mà phố Bosa đó, thì tôi thấy rằng trong cái thời gian mà tôi đến làm việc với cộng đồng các bạn, tôi chỉ có hai cái đài đến nói chuyện với tôi mà thôi. Và các bạn là một trong những cái đài đó. Các bạn đến để mà tường trình nói chuyện với tôi và nghe cái cảm nhận của tôi khi mà tôi nói chuyện đó. Khi mà lắng nghe cảm nhận của hai bên thì các bạn sẽ biết là bên nào ủng hộ, bên nào chống, cái lợi là cái gì, cái hại là gì, để mà biết được cái sự thật nó là cái gì. Cho nên đó là quan điểm của tôi, và cuối cùng cũng kết luận rằng Phố Bosa TV là rất là tốt. So that's why I try to, when you ask me for an interview, I'm always say yes, because you're like, I see that you're trying to be neutral and try to get all the full story. So I always make time for Bosa TV. Khi các bạn yêu cầu tôi phỏng vấn thì tôi liền chấp thuận ngay, bởi vì tôi thấy rằng các bạn đã làm cái việc là muốn lắng nghe và muốn tìm hiểu sự thật, cho nên tôi luôn luôn muốn tranh thủ lúc nào có thể được là tôi đều có thể cho các bạn thời gian để phỏng vấn. Đó là cái lý do mà tôi đặt câu hỏi ra một cách trực tiếp với ông như vậy. Cho nên là bất cứ cá nhân hay là tổ chức nào mà gọi là có một cái nghi ngờ, hoặc là có một cái gọi là muốn tranh luận với Phố Bosa TV về cái cách làm việc của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng. Tất nhiên là đối với những cái người mà xứng đáng. Còn đối với lại khán giả như thế này, cho nên là tôi vẫn đem ra tôi trả lời, nhưng mà từ đó là tôi sẽ phải block cái khán giả này với một cái thái độ như vậy. Xin mời các anh. Well, I don't have much to say. This is not to me a very important question. I mean, you're on the channel. We're talking to you right now.
the purpose of media is to communicate and get the real story out. So if Phố Bolsa TV doesn't have an outreach all the way in Vietnam or Little Saigon or wherever, and I have my own show, I had my own show on this, and it's very, very well known. So I just don't think this question is something that I really want to spend my time with. I do want to say that Bu Hoang Lan and Andrew, their boots are on the ground. They get the stories up front. They're in where the important things are. They are there and they're working hard, and they will continue to do so for the channel and to help it. So, I mean, that's all I have to say. That's all it. Anh Jimmy nói rằng là tôi cũng không có nhiều để mà nói, và đối với những cái câu hỏi như thế này thì thấy nó cũng không cần thiết lắm, nó không quan trọng lắm. Nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ ở đây là nếu mà là những người như nhà báo như là anh Vũ Hoàng Lân và Andrew thì họ đã có những cái đôi giày của họ trên mặt đất, có nghĩa là hình ảnh là họ chạy đến tìm kiếm và tường trình những thông tin sớm nhất, mới nhất và cụ thể nhất có thể để mà đem đến cho các bạn những cái cập nhật. Bản thân tôi thì tôi cũng có một cái show, tôi cũng thấy rằng show của tôi cũng rất là nhiều người biết và nổi tiếng. Thì trên Phố Osa TV thì tôi thấy rằng cái đài của các bạn đã là phương tiện truyền thông để mà tôi có thể đưa tiếng nói của tôi ra ngoài đó, và nó rất là phổ biến, cho nên việc tôi làm tôi thấy rằng rất là hữu ích, và tôi thấy là tôi cũng không có muốn tốn nhiều thời gian về cái chuyện này. Yeah, I'm gonna select only one more question comment before I got you leave, even though there's a lot more. This will be the one. This is not actually the question, but it's comment, but I want you to have a comment on this opinion. Let's see, where is this? Thành Nha Trang, Việt Nam độc đảng, có chút bảo thủ, chứ không vi phạm nhân quyền như những người hải ngoại nghĩ. This person said Vietnam is not, is like one party system. Political. But, and that is a little bit conservative, but it is not violating human rights as the people Vietnamese overseas thinking about it. What do you think? I mean, I don't know how to answer that, because from the stories that we hear about that, that's still a struggle. So if that is maybe his one point of it, is where he's seen it from, but you know, there's always two sides to the story. So yeah, you always say two sides of the story. Maybe this question initiate your thinking process about like hearing another side I hope that's true, that I mean, it's just a one political system, but that there is no human rights violation, but I hear the contrary. So hopefully that country can get to a place where, you know, people are free to the freedoms that we have here in this country. So we'll see. Ông nói rằng là tôi thì tôi không có gì để trả lời cho cái câu hỏi này. Tuy nhiên cái điều mà tôi muốn nói cho các bạn đó là những gì các bạn nói á, thì tôi nghe như vậy, nhưng mà tôi cũng nghe và cái lỗ tai tôi cũng hướng về cái hướng khác, và tôi nghe cái chuyện khác nữa. Cho nên là chỉ mong rằng là những gì mà các bạn nên kiểm nghiệm và trải qua ở Việt Nam á, thì hiện nay các bạn cũng sẽ bắt đầu để ý tới một chút xíu và lắng nghe. Và chúng tôi ở nước ngoài thì chúng tôi tiếp tục để mà tranh đấu cho cái vấn đề đó, nhân quyền đó. Và biết đâu được là trong tương lai chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho những cái gì mà chúng tôi đang làm ngày hôm nay. Luật sư Trang có muốn nói về cái điều đó hay không? Yeah, I have a different opinion. I'm in this field. I'm an immigration attorney. So, you know, my question is, why is there so many Vietnamese coming to the United States seeking asylum? That means they're running away from something. I don't see Americans going to Vietnam seeking asylum. So they have a good point. I'm not in Vietnam. I haven't been in Vietnam in, you know, 10 years now. So I'm not there. But there are reporters. The Department of State report every year on the human rights abuses in Vietnam. Go ahead and read it, you know. And all I can say is that when you speak from yourself, because you're a citizen of Vietnam, I'm assuming this person's in Vietnam, it's just like me. You know, yesterday I cursed at my client and he was mad at me. I make mistakes all the time. But, you know, first off, you got to look in the mirror and say, okay, is this true or is this not? And if Vietnam is
is human rights abuse free? Phenomenal, I applaud that. But I don't know if that's reality. That's my opinion. Tôi hoàn toàn có một cái quan điểm hoàn toàn khác. Vì là một luật sư của di trú cho nên tôi thấy rằng là rất là nhiều người Việt Nam qua Mỹ xin tị nạn. Tị nạn theo mọi kiểu. Nhưng tôi chưa thấy người Mỹ nào về Việt Nam xin tị nạn cả. Và đó là cái sự thật. Mặc dầu tôi nghĩ rằng bạn này có lẽ là ở Việt Nam, tôi nghĩ là như vậy. Thì bạn có thể hỏi câu hỏi như vậy, nhưng mà tôi không đồng ý với bạn rằng là Việt Nam là một cái đất nước hoàn toàn là không hề có những cái vi phạm nhân quyền hoặc là không hề có những cái vi phạm về dân chủ. Ý tôi khẳng định là như vậy. Tôi là một người dân chủ, tôi chưa về giờ đi Việt Nam cả. Tôi chưa có cái cơ hội để thăm Việt Nam. 10 năm rồi. 10 years ago. You did or you didn't? I was in Vietnam 10 years ago. Tôi đã đi Việt Nam 10 năm về trước. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì các bạn cứ ở Việt Nam, các bạn cứ đọc những cái báo cáo hoặc là những cái báo cáo về nhân quyền của Mỹ thì các bạn sẽ thấy những cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là như thế nào. Tôi nghĩ là các bạn có thể đọc được, tìm trên online và tìm những cái báo cáo đó thì các bạn sẽ thấy rõ được cái thực tế hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi nói chuyện với hai vị ở đây. Cảm ơn hai vị rất nhiều đã có mặt ngày hôm nay đây. Thank you so much for being here. Thank you. We're gonna talk to you soon later. Let me and my last question, well, not question but a comment. When you first came here, you're all smiling. Now you're all like serious. I don't know. It was the question. Is there all those hard questions? And your question make tại sao trước đến phỏng vấn thì rất là tươi cười, bây giờ hỏi xong mấy câu tự nhiên im re và rất là nghiêm trang. Thì mấy ông nói rằng là có thể đây là những câu hỏi rất là hay, những câu hỏi rất là tốt của khán thính giả của Football TV. Mong là các bạn cũng sẽ có những câu hỏi rất là hay như vậy. Và cái này là chuyện là mình không có cười được. Okay, these are serious human rights issues. People are dying. People are getting hurt. People are getting killed. So I'm not smiling. This is serious stuff. Những câu hỏi mà các bạn đưa ra là những câu hỏi rất là nghiêm trọng, nghiêm túc. Cho nên việc này liên quan đến mạng sống của người khác. Có người thì bị đau, có người thì buồn, có người thì chết. Nên chuyện này làm sao mà có thể cười được? Tôi không thể cười được. Đó là luật sư Jimmy Phạm. Cảm ơn rất nhiều. Thank you so much. Thank you so much. Yes. I'll see you around. Đó là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ tạm thời ngưng cái buổi livestream này. Lát nữa chiều nay, 5 giờ chiều, tôi và anh Andrew sẽ tham gia cái chương trình Góc nhìn Andrew hàng tuần để có thể dùng cái chủ đề này để là cái chủ đề cho chiều nay. Mọi người nhớ đón xem. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm ngưng đôi chút. Bây giờ là 3:20. Như vậy là hơn 1 tiếng rưỡi nữa là chương trình sẽ bắt đầu. Mọi người nhớ chuẩn bị xem. Sẽ có những cái gọi là thông tin gọi là đầy đủ hơn, kỹ càng hơn về cái buổi thăm của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có mặt ở Little Sài Gòn ngày hôm nay ở đây. Chúng tôi đang đứng một lần nữa, mọi người thấy có thể thấy là một cái biểu tượng rất là quan trọng của Little Sài Gòn, số 1975 với màu cờ của Hoa Kỳ 1975 ở đây và màu cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Hồi nãy một cái chi tiết nhỏ thôi, là hồi nãy là tôi nghĩ rằng là cái phỏng vấn nó nằm ngay chỗ này lúc họp báo, nhưng mà nó lại nằm ở góc bên kia, là cái góc xéo một chút xíu thì lại không thấy cái biểu tượng này. Thì tôi không biết đó là chỉ đơn thuần là một cách vô tình thôi, hay là có một sự gọi là cân nhắc không để cái chuyện đó nó xảy ra một cách quá là lộ liễu. Mặc dù là tôi có đặt câu hỏi và chúng ta sẽ bàn về câu hỏi đó sau. Anh cho một cái kết ngắn gọn để chúng ta có thể đúc kết lại thôi. Rất là đón đợi quý vị trong chương trình chiều hôm nay lúc 5 giờ Góc nhìn Andrew Lê trong một vài tiếng nữa thôi. Chúng ta đi uống một ly cà phê bonsai. Đúng rồi. Và cái điều mà Andrew muốn cho các bạn một cái bật mí ở đây đó là chiều hôm nay Andrew sẽ bàn luận về vấn đề là tại sao ông đại sứ Napper Mỹ có mặt tại bonsai nhưng không được tiếp đón một cách trọng thể. Hy vọng là các bạn sẽ được theo dõi chương trình chiều hôm nay và sẽ có những nhận định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Football Sa cập nhật trực tiếp từ Little Sài Gòn. Hẹn gặp lại.